Lời đầu tiên cho Trang xin kính gửi lời đến hỏi thăm sức khỏe ông bà cô bác anh chị em cộng đồng mạng, những người ủng hộ cho Trang. Cái đầu tiên mình đã chúc mừng tiếp nha cả nhà. Cái chai rượu này hôm qua uống Trang còn nè. Bây giờ mình chúc mừng tiếp nha. Hôm nay là mình chúc mừng tiếp nha. Chúc mừng cái gì? Gái ngoan rồi, gái hèn hạ nó ngoan rồi cả nhà. Nó biết nghe lời rồi. Nó biết nghe lời chị Trang dạy bảo nó rồi. Hôm nay đó, nó quay thiện đó, nó biết xin phép đó cả nhà. Ngoan thiệt, vỗ tay. Cả nhà mình vỗ tay, khen, phải vỗ tay. Gái ngoan là mình phải vỗ tay. Còn khi nào mà gái hư á, thì mình mới lên, mình la nó, mình đánh đòn. Dạy, không ngoan là mình có quyền dạy bảo. Đó, bây giờ ngoan rồi mình vỗ tay. Vỗ tay. Bữa nay nó ngoan, nó quay thiện mà nó biết hỏi đó cả nhà. Chuyện lạ khó tin mà có thật. Vô. Biết cũng biết nghe lời đó, giỏi. Cái hàng hạ giờ mới vừa ra một cái video hồ ly, ra một cái video mới nữa. Đi xuống để mà hỏi về thiện. Có những người nào đi xuống đây dụ dỗ thiện hay không, hay là ai đó. Nếu mà ông bà cô bác còn nhớ, có một lần á, là có một người comment lên cái kênh YouTube của Trang, hỏi Trang là cái bữa đó đi ngang cái suối ở trên đường Capitol, có gặp Alex đi bộ trên cái đường mà xuống suối đó, và gặp một nhóm người đông lắm đi xuống suối. Thì Trang hỏi là ồ chị có biết không. Thì Trang là cái người đó là một trong những người mà ở cỡ sau dê luôn, thì người ta comment vô, thì quý vị biết mà, tánh Trang có thì nói, không có thì thôi. Và Trang với những người anh chị em của Trang đi làm thiện nguyện giúp những mảnh đời khó khăn ở dưới suối bao nhiêu năm nay rồi, nhất là Trang bao nhiêu năm nay rồi. Trang đi làm thiện nguyện âm thầm, không bao giờ quay phim mà cũng không bao giờ muốn nổ lên hay muốn nói với bất cứ ai hết. Nhưng mà cũng là gái hèn hạ nói lên cộng đồng mạng cho biết đó. Bây giờ cộng đồng mạng có thấy Trang Lê này nói đúng không? Trang Lê làm thiện nguyện không bao giờ phô trương, không bao giờ quay YouTube và không bao giờ nói cho ai biết hết. Tại vì á, mình làm từ thiện là từ tâm, thiện là thiện nguyện, không có phải quay YouTuber, không quay, không chụp hình, không gì hết á. Yes, những anh em đó là những anh em của Trang, anh em của Trang Lê trong cái group của anh chị em chúng tôi đi làm thiện nguyện, giúp những quãng đời khó khăn, giúp những người anh chị em vô gia cư, gần như là mỗi tuần, nhiều khi hai tuần là đi xuống giúp một lần. Thức ăn hay là những anh chị em vô đó cần cái gì thì anh chị em chúng tôi cho cái đó. Đó là như vậy. Không bao giờ quay phim và cũng không bao giờ chụp hình hay cái gì hết. Tại làm thiện nguyện mà. Thì cũng cảm ơn gái hèn hạ nha. Gái hèn hạ lại là công báo lên cho cộng đồng mạng biết những gì chị Trang Lê đã làm trong nhiều năm nay. Yes. Những người đi xuống suối đó là những người trong cái hội viên của anh chị em chúng tôi và làm thiện nguyện từ lâu rồi, từ hồi nào tới giờ chứ không phải mới đây. Thì cũng cảm ơn hèn hạ đã đưa câu chuyện này ra cho mọi người biết về chị Trang Lê làm thiện nguyện là thế nào, và cho mọi người cộng đồng mạng biết là Trang không có phải là cái người mà thích làm xong rồi lên YouTube để nổ, để cho người ta biết mình làm thiện nguyện hay là mình làm cái gì quay lên YouTube, không bao giờ có. Thì cũng cảm ơn hèn hạ. Thì cái bữa đó hèn hạ không ngờ là quay chị Mỹ lên để mà hạ danh dự của Trang Lê này, nhưng mà không ngờ lại là trở ngược lại cho Trang Lê, cho Trang Lê nói lên sự thật là những cái gì Trang Lê làm và Trang Lê đã giúp những hoàn cảnh như thế nào. Tính hạ Trang Lê này, nhưng mà Trang nói hoài hả, người làm trời thấy. Mình làm nhưng mà trời nhìn thấy hết à. Không có ai hại được Trang Lê này đâu. Muốn hại Trang không thể nào hại được.
Tại vì những người người ta có sống cuộc đời, người ta sống cả cuộc đời, người ta có đạo đức, không bao giờ hại được những người mà có đạo đức, những người mà ta có nhân từ nữa, không có hại được. Nên á, Hằng ơi, đừng có cố tình mà muốn hại chị Trang Lê này nữa. Em hại chị không nổi đâu em. Em hại chị đó là tự nhiên nó quật ngược trở lại hết đó em. Em thấy chị Mỹ không đó? Em thấy không? Em cố tình em muốn hại chị, nhưng mà em thấy đi, cái gì sự thật nó là sự thật. Chị Mỹ mới là cái người ăn cháo đá bát đó em. Và em cũng là cái đứa mà ăn cháo đá bát nữa đó. Nhưng mà em ngoan, bữa nay em biết hỏi thiện, quay phim em biết hỏi. Em ngoan, em giỏi lắm, em cũng dễ dạy đó. Vậy là lúc này em cũng bớt đi những cái hồ ly 18 đuôi của em rồi đó. Tại vì em biết không, em là hồ ly mà em gặp Khương Tử Nha là em xong rồi. Em nhớ cái bản phong thần không? Quỷ là quỷ, thần là thần. Đây là cái bản phong thần đó, em có biết chuyện đó không? Hồ ly tinh 18 đuôi. Gặp Khương Tử Nha chặt em từ đuôi, từ đuôi, từ đuôi, từ đuôi, từ đuôi, chặt biết không còn một đuôi nữa. Đừng có hiện cái bản tính hồ ly ra. Hiểu không? Hiểu không? Dạ, nếu mà quý vị coi cái video mới của Hèn Hạ thì quý vị mắc cười chết. Quý vị biết không, từ đầu video tới cuối video nó cắt ghép mười mấy lần luôn. Nó dành nói hết quý vị. Nó đâu cho thiện nói đâu, nó dành nói hết luôn. Một mình nó tự biên tự diễn, một mình nó. Tội nghiệp, thiệt là tội nghiệp. Hồ ly quản trí, hồ ly vào đường cùng mà rồi. Hồ ly đó vào đường cùng, hồ ly quản trí rồi. Mà càng quản trí thì em càng tự mệt, em khổ lắm. Hôm qua có coi cái video của chị Trang không? Post về em đó, chị nói về em đó. Những người mà sanh si khẩu nghiệp, tánh tình giống như kiểu của em đó là khổ lắm, em không có giấc ngủ yên. Em còn nhớ chị dạy em hôm qua không? Mà tại sao bữa nay em lại tiếp tục nữa? Em chỉ ngoan được cái là biết hỏi, biết lễ phép, hỏi thiện. Nhưng mà em lại sanh si. Hôm nay nè, chị Trang dạy em nè Hằng. Em bớt sanh si và em bớt khẩu nghiệp lại. Em bớt cái đó lại thì em sẽ ok đó. Em sẽ đỡ đi, em sẽ đỡ đi bị hối nè. Em đỡ đi hiện ra cái bộ tướng tinh hồ ly của em. Em có hiểu chị nói không? Nếu mà em không hiểu thì mỗi ngày chị sẽ ra dài cái video. Mỗi ngày chị sẽ ra dài cái video đi dạy em. Nếu mà quý vị nào á coi cái video mới nhất này của Hằng Kali thì quý vị thấy từ đầu video tới cuối video Hằng Kali chỉ nói không mà không cho thiện nói, mà cắt ghép cái video mười mấy lần, cắt ghép mà chỉ nghe Hằng nói là ô à, nãy giờ thiện nói cho Hằng nghe hết rồi, thiện nói hết rồi, nãy giờ thiện nói hết. Ủa, Hằng là người quay YouTube mà, đó là cơ hội cho Hằng quay mà. Hằng nói chuyện phải có bằng chứng. Trang Lê này nói chuyện bất cứ cái gì cũng có bằng chứng. Mà tại sao Hằng nói cái miệng không vậy? Hằng xuống quay cái video của thiện hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ nghe Hằng nói không à. Và Hằng cũng chính miệng Hằng nói là thiện nói cho Hằng hết trơn rồi. Nói nhiều lắm. Mà không quay. Ủa, vậy Hằng quay cái gì? Đó là cơ hội cho Hằng để Hằng quay lên, để đưa bằng chứng lên cộng đồng mạng là anh chị em chúng tôi xuống đó làm cái gì, xuống đó nói cái gì, xuống dụ dỗ thiện cái gì. Thiện 50 tuổi rồi, thiện đâu phải là đứa nít 5-7 tuổi đâu, mà cái kiểu của Hằng nói chuyện giống như là nói một đứa em bé vậy. Ôi ơi, anh chị em chúng tôi là những người thiện nguyện, đâu phải để giúp cho một mình thiện đâu, để giúp cho hết cái suối luôn. Từ hồi nào tới bây giờ, nếu mà quý vị coi đã, Trang sẽ đưa cái comment này cách đây mấy ngày trước. Có một vị comment vô trên kênh YouTube của Trang hỏi Trang. Quý vị biết không, những người mà tao quân tử á, có làm sao nói vậy. Bây giờ quý vị hỏi Trang đi, cái gì mà Trang biết Trang sẽ nói liền. Biết cái gì Trang sẽ nói cái đó, mà nói sự thật luôn, chứ con không bao giờ nửa lời gian dối. Bây giờ hỏi 100 lần câu chuyện nó cũng y chang vậy 100 lần. Đó là con người ta quân tử. Còn cái thứ mà tiểu nhân đó, nó nói lần trước nó quên sao, nói lần sau quên trước, lát nó nói lát rồi. Mình nghe nói không, mình mệt luôn quý vị. Tại vì nó dốc kiết á, nó quên nó nói cái gì. Tại nó dốc không à, nó dốc, mình nó dốc, nó dốc bởi nó quên. Còn như
như mình á, mình nói chuyện mình có làm sao nói vậy. Bây giờ quý vị nó hỏi đi, 10 năm sau Trang Lê này cũng nói y chang một cái câu như vậy, cũng y chang vậy luôn, cũng y hệt vậy luôn, không hề thêm bớt một câu nào. Tại vì câu chuyện nó là như vậy thì nó sẽ là như vậy. Nếu mà quý vị coi video, coi YouTube của Trang Lê thì quý vị thấy đi, Trang không bao giờ nói cái gì mà sai. Tại vì cái gì sự thật, có sự thật Trang Lê mới nói, không có cãi miệng Trang, Trang cũng không nói. Còn Hằng Kali nói câu trước câu sau quên nó giúp một mình nó, bà hỏi nó có hồi nó không, một mình nó nói tại nó dốc quá đó quý vị, nói dốc quá đi nên quên mình nói gì. Mà nguyên cái tập đoàn của nó, tập đoàn lừa đảo của Hằng Kali, tất cả đều như vậy hết. Quý vị để ý đi, bọn đó nói không bao giờ đưa ra bất cứ một cái bằng chứng gì hết, nói trước quên sau, nói sau quên trước. Có thể là cái đó, cái nó dốc láo là đó một cái trò thích thú của tụi nó. Tại tiểu nhân mà, ở Trang nói này, cái chặng này giống như là chặng mà cái chặng mà tại Trang mới nói đó, bản phong thần đó, bản phong thần, thần là thần, quỷ là quỷ. Hồ ly mà gặp Khương Tử Nha thì xong rồi đó. Ở Trang sẽ coi quý vị coi cái cách đây mấy ngày trước có một người comment vô kênh YouTube của Trang và hỏi Trang, để Trang nói gì Trang đưa bằng chứng cho quý vị coi, thì quý vị sẽ thấy là Trang, cái lời nói của Trang Lê trước sau như một, không sai, không bao giờ sai. Để Trang cho quý vị coi mấy ngày trước, tại vì Trang xuống suối á, mấy ngày trước Trang đi xuống suối nhận giúp người ta, không biết mấy bữa trước đâu. Không biết mấy bữa trước, không biết mấy bữa trước đâu, để Trang coi nha. Cái gì đợi Trang, không không phải cái này, đợi Trang chút xíu nha. Cái nào vậy ta, hồi đó Trang, để Trang coi một chút rồi Trang trở lại, Trang coi, để Trang coi cái này một chút. Cái gì đó comment, cái gì đó comment cho Trang, cái người đề tên là Đinh Thái đó, comment cho Trang nghe quý vị. Cái video mà Trang nói là một ít tội của gái hèn hạ đó, 15 tội đó, cái video đó cách đây là Trang post 6 ngày trước nha quý vị. Cái người này viết cho Trang thế này: hồi trưa nay em thấy anh Alex đi bộ trên đường Capital Expressway gần cái suối, mặc áo màu xanh, bỏ trong quần. Lúc em quay xe lại thì Alex mất tiêu. Em còn gặp chị Thủy ngồi ngay chỗ mặt đa nồ. Lúc em với bạn em chạy bộ đi tập thể dục thì em thấy Thiết ở dưới suối đang nói chuyện với cả một đám người, không biết có chuyện gì không. Thì cái vị này nhắn cho Trang vậy, hỏi Trang vậy. Thì Trang trả lời liền. Thì Trang mới nói là người quân tử mà quý vị, người quân tử là có làm sao, người ta sẽ nói như vậy thôi. Thì Trang nói là bạn nhìn thấy rất đúng, Trang và những người bạn của Trang có mặt ở đó. Đây là cái trả lời của Trang nha quý vị. Quý vị không tin thì quý vị cứ coi cách đây 6 ngày trước, là cái video mà Trang nói là một ít tội của gái hèn hạ đó, 15 tội đó. Thì Trang trả lời như vậy. Thì cái vị Đinh Thái này, cái người Đinh Thái này có nói, hỏi là sao em không thấy chị, nếu biết có chị ở đó em tới chào chị rồi. Thì Trang mới trả lời cho, nói là Trang đi xuống suối giúp những anh chị em vô gia cư, thường không đưa mặt ra cho ai thấy, mặc đồ thì như những người anh chị em vô gia cư nên không ai biết đó là Trang Lê. Trang cũng không bao giờ quay phim chụp hình ai hết, họ đã muốn có cuộc sống yên bình thì không nên làm phiền họ. Đó, thì Trang trả lời cho cái vị này như thế này. Đây là cái video mà Trang nói là một ít tội của gái hèn hạ đó. Quý vị cứ vô coi cái video của Trang thì quý vị sẽ thấy cái comment của Đinh Thái, là cái người đó hỏi Trang, là thấy như vậy. Và quý vị biết rồi đó, quý vị biết tánh Trang là quân tử tới cỡ nào. Trang nói bất cứ cái gì đều có bằng chứng,
và những chuyện gì Trang làm quang minh chính đại, không có mập mờ, không có bao giờ mà mờ ám làm bất cứ gì. Có thì nói có, không có nói không có. Đó là tánh của Trang Ly. Trang không có thích mà chuyện có nói không, chuyện không nói có. Có làm sao Trang trả lời như vậy. Nhưng mà những cái việc mà đi xuống suối giúp những anh chị em vô gia cư thì Trang cũng đã nói quý vị rồi, Trang làm nhiều năm lắm rồi, cả chục năm hơn nay rồi. Trang giúp những người vô gia cư đứng mấy cái đường này nọ, hay là nấu đồ ăn cho này nọ, là nhiều năm lắm rồi. Từ cái lúc mà không có Phượng Kali nữa kìa, và không có cái chị mà trước có chị Phượng Kali nữa kìa, trước hết tất cả những người quay YouTube. Trang giúp trong cái sự âm thầm, Trang giúp những mảnh đời khó khăn trong cái sự âm thầm, chứ Trang không bao giờ quay phim họ. Tại vì tánh Trang đã thấy họ khổ quá rồi. Họ đã khổ rồi, họ muốn xuống suối, tức là họ muốn cuộc sống bình yên. Thì tại sao mình xuống dưới mình quậy người ta, mình quay người ta lên cho cả thế giới biết về họ? Trời ơi, lỡ gia đình của người ta nhìn thấy được có buồn hay không? Thật sự những người anh chị em dưới suối, họ muốn đi làm, họ muốn làm lại cuộc đời thì họ cũng vẫn làm lại cuộc đời được. Chứ đâu có phải là cần tới cái quay lên rồi xin tiền mạnh thường quân. Không có. Quý vị coi để ý đi, những anh chị em vô gia cư dưới suối có bao giờ mà mở miệng xin tiền không? Hay là chỉ có Hằng Kali mở miệng xin tiền mạnh thường quân? Lúc nào cũng Hằng Kali xin hết, anh chị em vô gia cư chưa bao giờ mở miệng ra mà xin tiền. Hằng Kali quay xong mà tự miệng Hằng Kali nói ồ khổ quá, để Hằng Kali xin tiền giúp cho. Video nào cũng như vậy, những người nào từng bị Hằng Kali quay lên, Hằng Kali đều nói như vậy hết. Chứ anh chị em vô gia cư chưa bao giờ mở miệng ra xin tiền, chưa bao giờ có, chỉ có Hằng Kali thôi. Quý vị không tin Trang thì quý vị coi hết những cái video của Hằng Kali đi, quý vị sẽ thấy những gì Trang Lê nói hoàn toàn sự thật. Bởi đó là do tại sao mà Trang nói là Hằng Kali có tới 15 tội, nhưng mà lâu quá là hơn nữa. Hằng Kali làm sai rất là nhiều, nhưng mà Hằng Kali tiếp tục bào chữa cho cái sự sai của mình. Tới giờ phút này cũng không chịu nhận mình là sai, mà cứ tiếp tục bào chữa. Nhưng mà hồ ly này xem thế nào cũng bị chặt đuôi, 18 đuôi chặt từ từ thì nó cũng không còn cái đuôi nào. Hồ ly tinh mà gặp Khương Tử Nha là xong rồi, là xong rồi. Đây là cái trận giống như là cái bộ phim mà bản phong thần vậy đó cả nhà. Tà là tà, chánh là chánh, đó. Không có lu bu được. Và quý vị có coi cái video đó thì quý vị không cần coi đâu, những gì tin Trang đi, những gì Trang nói đều là sự thật hết. Nguyên cái video á, bữa nay ra đó là Hằng Kali á, quay Thiện. Hằng Kali không có để cho Thiện nói, mà Hằng Kali nói hết từ đầu video tới cuối video, hơn một tiếng đồng hồ. Và một cái video đó cắt ghép không dưới 10 lần, cắt ghép hết quý vị. Tại vì những gì Thiện nói thì Hằng cắt hết, chỉ chừa những cái tiếng của Hằng nói mà thôi. Bởi cho nên á, quý vị giờ thấy chưa? Đó, cáo già, con hồ ly nó càng ngày nó càng lòi đuôi ra. Nó lòi cái đuôi giả dối, lòi cái đuôi mà xảo ngôn, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Và nói xong tự mình biên, tự diễn luôn. Nãy giờ Thiện nói cho Hằng hết trơn rồi. Cộng đồng mạng ơi, mọi người ơi, nữa. Thiện bao nhiêu tuổi? Thiện 50 tuổi rồi. Ai mà dụ dỗ Thiện được? Anh chị em chúng tôi chỉ xuống giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp cho anh chị em vô gia cư, chứ không có ai mà làm cái gì hay nói cái gì hay là quay phim. Quý vị thấy đi, nếu mà anh chị em chúng tôi mà muốn quay phim thì quý vị đã thấy rồi, có video rồi đó. Trang đã nói rồi, Trang Lê không bao giờ quay những anh chị em vô gia cư dưới suối, tức là Trang không bao giờ quay những anh chị em vô gia cư dưới suối luôn. Cả bữa đó Trang gặp Alex mà Trang còn không quay mà. Không, người quân tử không có làm mấy chuyện tào lao đó. Chỉ khi nào những anh chị em vô gia cư muốn Trang quay, Trang mới quay lên. Hay là bất cứ có một cái gì đó nó rất là quan trọng thì Trang sẽ quay lên cho quý vị coi.
Chứ còn bình thường Trang không có làm mấy chuyện mà gùi bú đâu, Trang không bao giờ làm mấy chuyện gùi bú đâu, Trang không có phải là làm mấy cái chuyện mà trò cười, làm mấy chuyện mà show off rồi để mà đánh bóng tên tuổi, không phải là Trang Lê này. Giờ quý vị biết chưa, giờ bây giờ cộng đồng mạng, ông bà cô bác đã thấy chưa, chính miệng Hằng Kali đã làm sáng tỏ là tại vì có những cái đám fan u mê ngu muội của Hằng Kali á, cứ suốt ngày á, cứ cạnh tranh, cứ nói là bà le le, gọi Trang là Trang le le nha, Trang bà là bà Trang, bà là bà khùng, bà le le, bà không làm được cho chị Hằng nên bà ganh tị, bà sanh si. Đó, bây giờ cái đám fan u mê u muội kia, mày có nghe Hằng nó nói chưa? Giờ mày nghe chưa, mày biết chưa, mày biết chị Trang này làm thiện nguyện tới cỡ nào, biết chưa hả? Cái đám fan u mê kia, thức tỉnh đi, thức tỉnh đi, làm ơn đi, thức tỉnh đi. Đó, bây giờ biết chưa, anh chị em chúng tôi gần như là hàng tuần đi giúp những anh chị em vô gia cư dưới suối. Bởi vì Trang nói hoài với ông bà cô bác anh chị em ở đây, hai cái suối không có xa lại Trang Lê hết á, mà tại mỗi lần Trang đi xuống suối không ai nhìn ra Trang, Trang che kín mặt hết, mà Trang mặc đồ rất là bụi đời, Trang mặc đồ y chang như những anh chị em vô gia cư vậy đó. Tại Trang muốn hòa nhập vào họ, Trang biết họ cần cái gì, Trang cho họ cái đó, mền mùng, nó son nồi, nước mắm hay bất cứ cái gì đó, hay mì hay gì đó, Trang cho. Chứ Trang không phải là đi xuống suối rồi ăn mặc đồ hở hang, móng tay móng chân dài thòn gì, rồi trang điểm lông nheo giả, rồi cả đống gì son phấn mà vết giống như là còn hơn là xi măng quết vô nữa. No, có phải làm thiện nguyện không có làm như cái đó. Cái đó mình chỉ đi dụ dỗ đàn ông, gái làng chơi nó mới làm như những cái trò đó. Còn á, người mà đi làm thiện nguyện thật lòng á, họ không bao giờ có những cái kiểu như vậy, họ không bao giờ mà đánh lông nheo giả một đống gì à, rồi tóc giả rồi phùm lên, rồi mặt mày miệng mồm tha một đống son, rồi đánh một lớp phấn dày, rồi làm quá trời, mặc áo hở hang, đồ đưa đít đưa mông đồ ra. Ủa, đi làm từ thiện phải làm tới mức độ đó sao? Móng tay phải sơn dày cái gì không nè? Ủa, cái đó đi làm thiện nguyện đó hả ông bà cô bác anh chị em? Quý vị có thấy bao giờ những người đi làm thiện nguyện mà như vậy không? Kiểu gái làng chơi, gái mà gái đứng đường á, nó mới có kiểu cách như vậy, nó mới ăn mặc lố lăng như vậy. Chứ còn những người thiện nguyện, những người đi làm từ thiện không bao giờ họ ăn mặc như vậy, họ không bao giờ có cái kiểu cách như vậy. Họ đi giúp những mảnh đời khó khăn rất là âm thầm, chứ không có phô trương, không có mà quá trời quá đất như vậy. Bây giờ ông bà cô bác anh chị em đã hiểu được rồi đó, một phần nào nữa rồi đó. Đó, bữa nay chính Hằng Kali xuống suối để gặp thiện. Thì cái video này cách đây 6 ngày trước có cái gì đó comment, thì Hằng Kali coi video của Trang mà, những cái YouTube, những video Trang ra là Hằng đều coi hết. Thì Hằng đọc comment cái gì đó thì Trang trả lời comment mà bởi nên nó quýnh hết trơn, nó phải đi xuống suối tìm thiện, sợ mất thiện. Trời ơi. Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy không, nó quật ngược lại à. Hằng Kali đang bị nghiệp quật lại đó quý vị, muốn hại Trang Lê nữa. Nhưng mà làm sao hại được, Trang đã nói rồi, Trang nói bao nhiêu lần rồi, những người nào muốn hại Trang Lê này không có hại được Trang đâu, mà nghiệp nó quật trở lại liền ha, nó quật trở lại tức khắc luôn, chứ không có phải là Trang nói giỡn đâu. Trang nói cái gì, Trang nói thiệt, từ nhỏ lớn Trang không có biết nói dốc láo nửa lời, có làm sao Trang nói với Trang vậy. Nếu mà Hằng Kali còn tiếp tục mà cố tình mà hại Trang giống như vậy thì nghiệp nó cũng quật trở lại với Hằng Kali mà thôi. Trang nói thiệt mà, không có hại Trang được đâu. Tưởng bữa nay xuống suối nói chuyện với thiện là tụi này vũ cái gì hay nói cái gì, ai mà vũ cái gì, ai mà nói cái gì, không ai làm gì hết á, người ta chỉ giúp thôi. Hôm đó là giúp rất là nhiều người, giúp anh Hùng nè, anh Phúc Cu Tây nè, chị Thủy nè, thêm một mấy người Mỹ nữa nè, còn có thiện nữa nè. Đó, chứ đâu phải một mình thiện. Tụi này là đi giúp những mảnh đời khó khăn, là đi nhiều người mà, giúp nhiều người chứ phải giúp đi xuống gặp thiện đâu. Thiện chỉ là một cái anh chàng vô gia cư thôi, cho tụi này giúp thôi. Chứ trời ơi, làm cái gì vậy? Hằng ơi,
ơi, ảo tưởng quá vậy. Thiện chỉ là một người vô gia cư và cần sự giúp đỡ thì tụi này giúp đỡ thôi. Chứ đâu phải là một minh tinh tài tử đó. Có thể Thiện đối với Hằng á, là một diễn viên đắt giá để cho Hằng quay video YouTube kiếm tiền trên YouTube. Tại vì Hằng là YouTuber, còn tụi này không có. Tụi này đi làm là xích tiền túi tụi này, tất cả đều là tiền túi của tụi này cho những mảnh đời khó khăn, cho những anh chị em vô gia cư cần những cái thức ăn mền mùng, nồi, nước mắm, nước tương là như vậy đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hèn hạ. Biết chưa? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu được. Bây giờ nè, để chị Trang dạy cho em cách mà đi làm từ thiện là thế nào, thiện nguyện là thế nào. Em đi làm thiện nguyện đó giống như chị vậy nè, mặc đồ rất là bình thường, không trang điểm không gì hết, nhưng mà trời nắng em nhớ sức chống nắng để hư da, không có ăn mặc đồ sexy, ăn mặc đồ giống như anh chị em vô cho cưa gì đó, mặc đồ rất là bình thường, nhưng mà nhớ phải che cái nắng, che mặt lại để hư da, trời nắng lắm, chứ không có mặc mà hở vú hở đít, đưa nguyên cái đít ra, hiểu không? Không có hở mà hở hang tùm lum hết. Rồi móng tay sơn cho dài dài dài, đổ lồn sơn ra dài gì nè. Rồi mặt trang điểm giống như là đắp, giống như còn hơn là xi măng nữa. Rồi lông nheo giả gắn tới mấy cái. Rồi tóc giả gắn vô đầy hết. Rồi tha quá trời tha. Cái đó không phải là thiện nguyện em. Cái đó là gái đứng đường. Chỉ có những đứa gái đứng đường nó mới ăn mặc như vậy. Chứ còn đi làm từ thiện, làm thiện nguyện, không có ai ăn mặc như vậy hết đó em. Bộ em không biết làm từ thiện, thiện nguyện là cái gì hả? Ok, hôm nay em coi video này của chị, em nhớ nha, nghe chị Trang dạy em làm từ thiện, làm thiện nguyện, ăn mặc như vậy đó. Và em nói chuyện cũng phải tôn trọng người ta, em phải có cái sự tôn trọng, chứ không phải là em thấy người ta khổ hay là người ta vô gia cư, người ta nghèo, người ta đói khổ, em cho người ta 5-7 đồng bạc, em chửi mắng người ta, không được nha. Người ta cũng là con người, mình cũng là con người đối xử con người với nhau, bình đẳng em. Em hiểu chưa, Hằng? Em hiểu chị dạy em nha. Người ta cũng là con người, mình cũng là con người. Có thể là mình hơn được người ta chút xíu là tại vì mình có tiền, mình có công việc làm. Nhưng mà chưa chắc mình hơn người ta đâu nha. Tại vì 90 chưa gọi là mình lành. Biết đâu á, hôm nay mình giúp người ta mai mốt, ví dụ người ta trúng độc đắc đi, ở bên này có lô tô mà, người ta có một đồng bạc, người ta mua, người ta trúng được mấy chục triệu, người ta sẽ giàu hơn mình đó. Bởi đừng bao giờ khi dễ bất cứ một ai. Đừng bao giờ khi dễ bất cứ một ai. Và nói chuyện phải biết khiêm nhường, phải biết lễ phép. Hồi đó ba mẹ em không có dạy em sao? Để chị dạy em. Chị dạy em cách cơ bản của làm một con người. Nếu mà em chưa hiểu nữa, em ra cái video nào mà em sanh si, em khẩu nghiệp, thì chị sẽ ra video đó chị dạy em tiếp và tiếp tục dạy em gì hoài. Nếu mà em ra video mà em ngoan, em bình thường lại, em biết tôn trọng những anh chị em vô gia cư, thì chị Trang sẽ khen em. Em làm tốt, chị sẽ không dạy em nữa, tại em tốt rồi. Còn nếu mà em dẫn ra video mà em sách sược, em láo sược, em hỗn sược và em nói sai sự thật và em dốc láo nữa, thì em biết rồi đó, hồ ly thì có 18 đuôi. Mà hồ ly mà gặp Khương Tử Nha rồi thì em, chị nói thiệt em, 100 cái đuôi cũng bị Khương Tử Nha chặt từ 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 chặt hết em. Lòi đuôi nào bị chặt đó. Em có coi phim Bản Phong Thần không? Em biết rồi đó. Nha. Ngoan. Còn á, em nói với Thiện á là mai mốt á, mấy người đó mà có xuống á, Thiện vụ Thiện này nọ đó, Thiện phải gọi cho chị biết nha. Em ơi, em có tới gần được chị này không mà em dám mở miệng em nói gì? Em có đến gần chị Trang này được không? Nhưng mà em à, em biết mà, em đâu có được gần. Có những người em đâu có được tới gần. Em biết mà phải không Hằng? Em biết mà phải không Hằng Kali? Em đâu có tới gần được. Có những người em đâu có tới gần được. Nhưng mà em muốn gặp những anh chị em chúng tôi. Được, em sẽ gặp chị. Em nhớ không? 15 tháng 8 em sẽ gặp chị. Nhưng mà em cũng đứng cách rất là xa chị. Tại vì cái đẳng cấp của em hiểu không?
Em hiểu không? Tại vì mỗi người có đẳng cấp, chính miệng em nói mà. Em nhớ không? Chính miệng của em nói đó Hằng, em nói là cái đẳng cấp, em nhớ không? Nhưng mà em phải biết nè, với chị tỷ phú, triệu phú, hai là một người homeless, công bằng. Với chị con người là bình đẳng, không có sự chênh lệch. Chị với chị nghèo giàu gì phải là bình đẳng, không có cái sự chênh lệch. Đã là sanh ra là một con người, 90 chưa gọi mình lành thì đừng bao giờ có được một chút xíu mà mình hống hách, mình quên đi cái quá khứ của mình là cái dạng người như thế nào. Em có hiểu không vậy? Bởi vì sống trên đời á, đừng bao giờ mình mới có chút tí thôi mình lại hống hách, ngang tàn, chửi rủa người ta, đánh đập, hành hạ người ta và coi những người khác không ra gì và cho mình là cái đẳng cấp rất là cao. Bởi vì em chưa đi đêm, em thiếu kinh nghiệm sống nhiều quá. Có thể là kinh nghiệm của em sống là kinh nghiệm chợ búa, nhưng mà đời em chưa có, em thiếu kinh nghiệm về đời nhiều quá. Có thể là hay là cái level giống như là cái mà basis, giống như là cái mà em từ nhỏ lớn lên em không có được cái sự dạy dỗ của ông bà cha mẹ, nên em mất đi cơ bản cũng là một con người. Em chỉ làm con không mà em không có làm người, bởi nên em không hiểu. Nhưng mà em yên tâm, từ từ chị Trang sẽ dạy em. Hôm nay em ngoan đó, em biết xin phép, em biết xin phép quay. Nhưng mà khi mà em ra video, mỗi lần nào em sắp sửa quay video bất cứ một người nào, em phải nhớ là chị Trang. Em phải nhớ nha, em phải nhớ chị Trang, chị Trang Lê này dạy em những cơ bản như thế nào. Nếu mà em ngoan, chị không có lên video bốc, hay là chị không bao giờ lên video nói bất cứ cái gì, tại em ngoan. Nhưng mà chị sẽ lên, chị khen anh giỏi, giỏi quá, giỏi quá. Cộng đồng mạng ơi, cả nhà ơi, vỗ tay, hôm nay gái ngoan rồi. Còn nếu mà em ăn hiếp những anh chị em vô gia cư, em nói những cái lời dốc láo, chuyện có nói không, chuyện không nói có, thì 18 đuôi hồ ly của em sẽ bị Khương Tử Nha chặt từ 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 từ, biết không còn cái đuôi nào hết trơn. Hồ ly 18 đuôi chặt hết, bị Khương Tử Nha chặt hết. Em còn có coi cái bộ phim mà Phong Thần không? Đó. Thì trước khi em quay một cái video nào của những anh chị em vô cư hay những mảnh đời khó khăn nào, thì em nhớ những lời chị Trang Lê dạy dỗ em. Chị dạy dỗ em. Em không cần phải cảm ơn chị đâu. Không sao, không cần đâu em. Chị giúp người, chị giúp người, chị không bao giờ muốn ai cảm ơn hay trả ơn gì hết. Không cần, em không cần cảm ơn chị. Nãy giờ chị cái video này chị nói ít, em hiểu nhiều hả Hằng ha? Em phải hiểu nhiều nha. Biết rồi ha. Thôi Trang Lê cũng có bao nhiêu lời gửi đến cho cái con hồ ly 18 đuôi này và gái hèn hạ này. À, thôi Trang cũng xin chúc ông bà cô bác anh chị em ngày thứ bảy, chiều thứ bảy thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình. Trang xin cảm ơn những người ủng hộ cho Trang. Và nhớ, tuy cho dù cái kênh YouTube này của Trang, Trang không có turn on lấy tiền YouTube gì hết, nhưng mà Trang vẫn cần ông bà cô bác ủng hộ cho Trang, tức là subscribe cái kênh cho Trang và bấm like cho Trang, để như vậy cho cái bọn mà ngu si đần độn nó biết là tiếng nói trung thực là thế nào, quân tử là thế nào. Trang xin kính chào quý vị, chúc quý vị được sức khỏe. Cảm ơn.